ngày 20 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ipa Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Hoàng Văn Tám, 50 tuổi, ngụ xã Yêm Rơn về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. Trước đó, ngày 13 tháng 12, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ipa đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện ông Tám điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông không đồng ý ký vào biên bản, xin Tổ Cảnh sát Giao thông bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ Cảnh sát Giao thông tuần tra giải thích yêu cầu chấp hành, nhưng ông Tám không thực hiện. Bực tức vì không được bỏ qua vi phạm, ông Tám đã lấy con dao nhựa uy hiếp, đòi chém người của Tổ Cảnh sát Giao thông. Thấy vậy, người dân hô hoán nên tránh được nguy hiểm xảy ra. Sau đó, ông Tám bị khống chế đưa về trụ sở công an làm việc. Liên quan đến vụ tông cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nam, ngày 16 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên đã xác định được lái xe tông thẳng vào hai cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, chủ chiếc xe Honda HR-VRS màu đen, biển số 30K46084 là anh Phạm Văn Hiến, ngụ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, 20 tuổi, con trai anh Hiến. Công an thị xã Duy Tiên đã vận động gia đình đưa Huân đến công an để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Huân khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân. Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh hai cảnh sát giao thông bị ô tô tông thẳng vào người khi đang đo nồng độ cồn. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 12 tại khu vực đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên. Thời điểm đó, khi tổ công tác của công an thị xã Duy Tiên ra tín hiệu dừng một ô tô con để kiểm tra nồng độ cồn, thì tài xế không chấp hành mà tăng ga, đánh lái, đâm thẳng vào hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy. May mắn, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp thời tránh né, nên chỉ bị xây xước nhẹ. Ngay trong đêm 15 tháng 12, lực lượng công an đã truy tìm được người lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm trực diện vào hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vị đại diện cho biết thêm, nam tài xế gây tai nạn cho hai chiến sĩ cảnh sát giao thông, sinh năm 2003, trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, nam tài xế có đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc điều khiển phương tiện. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Chủ trương nồng độ cồn bằng không đã nhận được sự ủng hộ lớn từ đông đảo người dân. Mức xử phạt nặng hàng chục triệu đồng, tước bằng lái lên đến 2 năm. Thậm chí người vi phạm nồng độ cồn còn bị gửi giấy về nơi công tác, đã có tác dụng răn đe lớn. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều trường hợp ngang nhiên điều khiển phương tiện giao thông khi say xỉn, gây ra những tai nạn thương tâm. Một số đối tượng sẵn sàng tấn công tông xe vào cảnh sát giao thông để trốn tránh việc đo nồng độ cồn, như trong vụ việc nêu trên. Sáng 16 tháng 5, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ và bàn giao Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, cho Công an thành phố Bắc Cạn xử lý. Được biết, Minh là đối tượng đã đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông do người này bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trước đó, hồi 20 giờ 50 phút ngày 15 tháng 5, tại km 159 trên quốc lộ 3, đường Chiến Thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia, nên dừng xe để kiểm tra. Tài xế điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,943mg trên 1 lít khí thở, cao gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất. Tuy nhiên, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, tài xế này quay lại chỗ tổ công tác, áp sát thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản, rồi bất ngờ dùng một con dao nhọn đâm vào mạng sườn trái của thiếu tá Kiệm, gây thương tích nặng. Ngay lập tức, tổ công tác vô hiệu hóa, tước hung khí của ông Minh và đưa thiếu tá Kiệm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục điều trị. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Cạn phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại Cơ quan Công an, khai nhận hành vi phạm tội, đối tượng cho biết nguyên nhân thực hiện hành vi là do bực tức nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù.
Trước đó, hồi tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ. Tài xế liên quan vụ án trên là Hoàng Văn Linh, 40 tuổi, ngụ huyện An Dương. Và tối ngày 10 tháng 9, Linh điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn mà bỏ chạy, sau đó đâm xe vào một cảnh sát giao thông ở Hải Phòng. Khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 9, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông huyện An Dương, thành phố Hải Phòng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương và phát hiện ô tô 15A57763 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng 3 mô tô truy đuổi và tài xế liên tục lạng lách không dừng lại. Khi đến ngã ba Nguyễn Trãi, quốc lộ 5, tài xế đã tông trúng mô tô khiến một cảnh sát giao thông bị xây xát, một mô tô chuyên dụng hư hỏng. Tài xế tiếp tục bỏ chạy và chỉ bị bắt cho đến khi chạy đến thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong của huyện này. Tại trụ sở công an, tài xế khai tên Hoàng Văn Linh và được kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện vi phạm ở mức rất cao, 0,688 mg trên 1 lít khí thở. Thời gian qua, tình trạng người vi phạm luật giao thông chống người thi hành công vụ xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, một số thanh niên còn dùng hung khí, vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng, hòng trốn chạy. Mới đây, nhóm thanh niên đã vi phạm giao thông còn dùng súng bắn một hạ sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum bị thương. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Kon Tum bắt giữ được nghi can dùng súng bắn hạ sĩ Blong Diep, 20 tuổi, thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum bị thương khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ. Hiện hạ sĩ Điệp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, sức khỏe đã ổn định. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 5, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Đắk Bla, thành phố Kon Tum, phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã yêu cầu dừng phương tiện. Nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, còn bỏ chạy và dùng súng bắn trúng hạ sĩ Điệp. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt giữ được một đối tượng tại huyện Đắk Hà. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Kon Tum bắt giữ đối tượng đã dùng súng bắn hạ sĩ Điệp khi người này đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh cùng một số đơn vị đã thăm hỏi và động viên anh Blong Diep yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Liên quan vụ việc này, ngày 9 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã tặng giấy khen cho hạ sĩ Điệp. Trước đó, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ hành vi của một tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe vào đường ngược chiều, bất tuân hiệu lệnh và đâm trúng cán bộ cảnh sát giao thông, khiến người này bị thương, nhập viện điều trị. Cụ thể, ngày 7 tháng 3, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc đối tượng dùng rượu bia vi phạm luật giao thông, lái xe tông trúng cảnh sát. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nhưng nam tài xế bất tuân, lái xe máy lao thẳng vào cảnh sát, cú đâm khiến một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng để xe máy lại hiện trường rồi bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng công an và người dân khống chế. Bước đầu kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế trên vi phạm nồng độ cồn mức 0,21mg trên lít khí thở. Ngay sau đó, tổ công tác cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Hải An điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Ngày 4 tháng 5, thông tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long và Điểu Đô, 29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo một người đến khu vực chốt đo nồng độ cồn do đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long lập tại tuyến đường DT741 thuộc khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Hai cán bộ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đồ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long. Sau cú va chạm, xe của Đồ điều khiển bị đổ ra đường. Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và xây xước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cũng tại điểm đo chốt nồng độ cồn trên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang. Lúc này, Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi,
nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 6 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Lộc Hữu Minh, 39 tuổi, thường trú tại Bà Rịa, Vũng Tàu, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, đêm 2 tháng 8, tại giao lộ ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nhân Trạch ra hiệu cho Minh dừng xe máy để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, Minh không chấp hành và có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng công an. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ cho đồng chí Thượng úy Trương Sĩ Hiếu, Công an thị trấn Hiệp Phước cùng bảo vệ dân phố đưa Minh về trụ sở Công an thị trấn Hiệp Phước để tiến hành làm việc lập biên bản. Tại trụ sở công an, Minh chống đối, đấm vào mặt Thượng úy Hiếu, khiến cảnh sát này bị rách mặt, chảy nhiều máu. Lực lượng công an phải khống chế, lập hồ sơ, giao cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nhân Trạch để xử lý.